Đây, vợ tôi đang ở Phước Lộc Thọ uống nước mía, yummy. Phước Lộc Thọ đó, cái này là lầu thường, lầu 2. Phục đai mà đằng kia, Ngọc Quang ở đây thế. Ngọc Quang ở đây, Ngọc Quang ở đây nữa, ba cái Ngọc Quang là rất là đông đảo người. Hôm nay chỉ là thứ hai thôi mà rất là busy. Mọi người đóng không? Có gì đóng kìa. Muốn gọi không? Anh gọi cho. Gọi hai trái vịt lộn. Hai trái vịt lộn hả? Ok. Ok. Hai trái vịt lộn chị ơi. Hai trái. Hai vịt lộn đang ở đây luôn. Hai vịt lộn đang ở đây luôn. Sướng chưa? Bắp nè. Đồ ấy nè. Yummy ngon quá. Tiệm này mì Quảng thì sao? Mấy tiệm này tên gì? Một tiệm rất đậm, rất đông, rất rộng. Khá đông đảo. Asian Garden Fast Food. Asian Garden Fast Food. Dạ. Hai trứng vịt lộn không em luôn ha. Hai trứng vịt lộn. Chỉ có hai vịt lộn thôi nha. Bao nhiêu ạ? 5 đồng. Dạ. Bột chiên của em cũng hai. Bột chiên gì nữa? Anh ăn bột chiên hả? No, của người khác khác. Chi ấy lộn thôi. Ăn bột chiên không? Không. Chiên bánh xèo. Có. Rồi. Asian Garden Mall. Ở ông địa đằng sau. Kính chúc quý khách năm Ất Mùi 2015 tràn đầy tài lộc và nhiều may mắn. Phang Chia Resort Casino. Good job baby. Vợ đang thưởng thức vịt lộn. Ủa ăn đâu, ăn đâu anh đi. Oh my god. Cái này nó gọi là cái gì? Baby duck egg. Baby duck egg. There's a duck inside. Để chữ tay. Có thêm giấy napkin được không? Có một kim mà em cho chị gửi. Thank you. Oh my. Còn đi hút nước hết nước chưa? Anh làm gì vậy? Hả? Anh ăn hả? Nó. Yummy.